Biêu Mập xin kính chào cô chú anh chị nha. Đây là một cái đoạn clip rất là quan trọng cô chú anh chị. Nó chứng minh tất cả những hành vi của phía bên cô Xích và Tử Cung đã cấu kết với nhau để bàn kế hoạch để đưa Ni và Hồng Loan vô ủ tờ như thế nào. Rồi cái kế hoạch mà tẩy trắng cái vấn đề sao kê ra làm sao. Rồi là móc nối với các YouTuber như thế nào cô chú anh chị. Nó có trong cái đoạn ghi âm này hết thì rất mong là cô chú anh chị là nghe hết cái đoạn này để chúng ta có một cái nhìn nhận khách quan và nó đúng đắn cái câu chuyện này cô chú chị. Cái đoạn này thì nó rất là quan trọng. Tôi thiệt, tôi bức xúc, tôi nói. Tôi nói cái loại người mà chửi tôi á, loại người mà chửi tôi vô khống tôi một lần á là tôi không thèm nhìn mặt nó, chứ đừng nói chửi tới người thân gia đình của tôi. Nhưng mà bây giờ có một cái loại người nó chửi tới con, tới cháu gì đó, nhưng mà vẫn là một tiếng chị, một tiếng em gì đó. Mong chờ một câu chuyện là đưa con đi về con Lan đi tù. À dễ quá. Tôi sợ cái clip đó mà hả chưa được đưa được con đi với con Lan đi tù á, là cái gia đình con xấu á, là phải lên trả lời á, trước cơ quan chức năng có cái câu chuyện thông đồng để tẩy trắng cái chuyện mà tiền không điếu không kìa. Ủa bởi vì người ta nói là không sợ kẻ thù mạnh mà chỉ sợ đồng đội mình ngu. Tôi nói mấy bạn á, những cái người nào họ biết chuyện á, khi mà câu chuyện mình vừa liên lạc, thậm chí là mình phải chặn cái thằng đó, mình không nói chuyện, không giao dung, mà khi mà nó có cái suy nghĩ nó muốn kết giao với mình là mình phải chặn liền. Giỏi quá, sao không gọi điện cho nó, không nhắn tin cho nó, thôi đừng chửi gia đình cô Sáu nữa. Gia đình cô Sáu cũng lớn tuổi rồi, cô Sáu thua cậu Thành có mấy tuổi à, và gia đình cô Sáu cũng đâu có liên quan trong vụ này đâu. Cái ông Sạc Thành còn cầm cái phùng húng điếu kìa. Vậy mà có cái thành phần nó nghĩ vậy đó mấy bạn, nó nghĩ là hả nhờ nó gọi điện mà cái thằng thám tử đó không chửi cậu Sạc Thành nữa, còn nó không có cách nào để nó gọi điện cho bên phía cái thằng thám tử đó, cho thằng thám tử đó không có cách nào, không có cách nào để mà khuyên thằng thám tử đừng chửi gia đình cô Sáu. Các bạn thấy nó là một cái câu chuyện mà tôi nói mấy bạn, mà cậu Năm bây giờ có sống lại rửa cũng không sạch, rửa cũng không sạch luôn á. Đó là sao? Đó là một cái đơn khống, một cái đơn khống để mà nói là gia đình cô Sáu ăn chặn tiền phúng điếu, xong rồi sắp xếp cho công an không tìm được chứng cứ ra một cái văn bản là gia đình cô Sáu không có ăn chặn tiền phúng điếu, thành công thắng phiên tòa. Đồ hợp lý không mấy bạn, hợp lý không mấy bạn, thấy cái phương án nó hợp lý không hả? Nó giỡn mặt với cơ quan chức năng luôn, rồi nó xúi cái gia đình cô Sáu làm cái chuyện nữa đó. Rồi nó nói là để nó tẩy trắng cho, để nói với thằng luật sư, thằng luật sư cũng quên tẩy trắng cho gia đình cô Sáu ăn chặn thì phun điếu á, nên bây giờ nó tẩy trắng. Cô chú chị thấy ghê sợ chưa? Càng về cuối càng lộ ra những cái thông tin, cô chú chị thấy khủng khiếp chưa? Thì trong cái đoạn đó thì cô chú chị biết là nó có một số vấn đề mà rất phức tạp, rất nguy hiểm như sau. Thứ nhất là cô Xích và Tử Cung đã có liên hệ với nhau từ khi mà cái anh Lết là vô cái câu chuyện về vấn đề luật sư hỗ trợ phi cho Hồng Loan và chị Ni, và bàn cái kế hoạch làm sao để đưa được Ni và Hồng Loan để ủ tờ. Cái nội dung thứ hai là thông đồng để tẩy trắng vấn đề mà tiền phúng điếu. Nếu lộ cái đoạn ghi âm này ra thì công an sẽ mời làm việc, tại vì sao? Họ bàn tính để cái kế hoạch để mà tẩy trắng cái câu chuyện tiền phúng điếu ha. Cái thứ ba là Tử Cung đã kết giao với cô Sít từ thời điểm là rất lâu rồi. Họ có những cái sự mà gọi là thông đồng trao đổi với nhau rất là lâu. Và cô chú chị thấy là cái kế hoạch của Biêu Mập đã dạch mặt cái bộ ba Tử Cung này ra hơn 3 tháng qua tới thời điểm này. Và những cái vấn đề mà Biêu Mập trước đây đã nói Tử Cung, con bánh tét và phía bên cô Ship có những mối quan hệ đi cửa sau, đi sân sau để hại cho Hồng Loan và chị Ni ủ tờ, thì cô chú chị thấy tới thời điểm này cái nguồn tin, bằng chứng, chứng cứ Biêu Mập đã lật mặt của thằng bộ ba Tam Sơn này hơn 3 tháng qua là hoàn toàn chính xác nha, không sai lệch bất cứ một ly một tí nào nha cô chú anh chị. Một nội dung nữa là có một người liên lạc thường xuyên, một YouTuber ở bên cô Ship, đại diện cho cô Ship liên lạc với Tử Cung liên tục trao đổi tình hình và cũng như là bàn về vấn đề công kích người nào, công kích làm sao và không công kích cái ông Sạc Pin, hàng loạt các vấn đề khác ha. Ghê gớm chưa, sợ chưa cô chú anh chị? Đó, sợ chưa? Họ có liên lạc, họ có thông tin với nhau hết đó, đi cửa sau hết đó. Cô chú chị thấy Biêu Mập nó có sai không? Một nội dung nữa thì cái điều mà cho rằng là nhơ nhuốc nhất
mà nếu như mà cố nghệ sĩ có sống lại cũng không rửa được cái vết nhơ này, là cô chú chị thấy là gì? Cô Xít và tử cung đã với là cái luật sư Mỏ Lết á, đã bàn một cái kế hoạch là đưa một cái đơn gọi là đơn khống á. Đơn khống là đơn tố cáo nặc danh đó cô chú anh chị. Những ai làm bên công an thì sẽ biết cái vấn đề mà đơn tố cáo nặc danh nha, là hay gọi bây giờ họ gọi là đơn khống đó. Nói gia đình cô Xít là ăn chặn tiền phúng điếu, sau đó thì cơ quan chức năng vào điều tra thì bây giờ là không có những cái dữ liệu thông tin, thì dữ liệu thông tin là bên Ni và Hồng Loan đã giữ hết rồi. Thì những cái dữ liệu thông tin mà hiện nay cái đơn du khống đó, cái đơn mà thư nặc danh đó, thì cơ quan chức năng sẽ điều tra không được, không có bằng chứng chứng cứ, thì sẽ tuyên bố là gì? Cô Xít là không có ăn chặn tiền phúng điếu. Và công an sẽ ra một cái văn bản là cô Xít không có tội. Thì cái phiên tòa dân sự sắp tới hoặc là những cái phiên tòa tiếp theo thì cô Xít sẽ thắng. Và trong kế hoạch của họ là trong thời gian sắp tới còn rất là nhiều cái phiên tòa để diễn ra đó. Thì cô chú anh chị thấy là tử cung nói thì cái kế hoạch này á, thì để nó với luật sư Lết sẽ là đạo diễn để tẩy trắng cho cô Xít cái vấn đề mà tiền phúng điếu trong cái đám tang của cố nghệ sĩ ha. Thì cô chú anh chị thấy quá trời quá đất kinh khủng chưa? Biêu mặt bây giờ hết biết đường cô chú anh chị, dã man. Biêu mặt 3 tháng mấy nay lặn lội làm tất cả, coi như là vạch mặt được tử cung, và bây giờ cũng đã chứng minh được nó có câu kết với phía bên cô Xít để hãm hại đưa Hồng Loan và Ni ủ tờ. Thì cô chú chị thấy là coi như là sự thật nó cũng sáng tỏ rồi. Bây giờ thì xin thưa cô chú chị là thôi, hẹn tối nay 9 giờ, khoảng 9 giờ, 9:15, 9:30 gì đó, thì Biêu Mặt sẽ phân tích tất cả các nội dung này trong cái đoạn này, cái đoạn mà là clip này, để dạch trần phanh phui cái bộ cái tử cung với anh Lết cấu kết với phía bên cô Xít tẩy trắng tiền phúng điếu như thế nào nha. Rồi kế hoạch đưa Ni Hồng Loan vô ủ tờ như thế nào nha. Rồi cái người mà ở phía bên cô Xít liên hệ với tử cung và như thế nào, và trong suốt thời gian qua diễn biến ra làm sao, thì tất cả sẽ có đường like trong đó. Cô chú chị nào vô clip này sau thì xong thì cô chú chị quay lại để nghe cái đoạn clip này, thì để hiểu rõ thêm câu chuyện nha cô chú anh chị. Hẹn cô chú chị tối nay, Biêu Mặt chưa hết bệnh cho nên là clip này mình phân tích không được nha. Tối nay chích thuốc bớt rồi thì Biêu Mặt sẽ chia sẻ cô chú chị, bây giờ còn mệt quá.